Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Tess Ossius, vừa mới xuất bản một quyển sách mang tên Nothing is Impossible, America's Reconciliation with Vietnam. Tạm dịch là không có gì là không thể, sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam. Chắc chắn đây sẽ là một cuốn sách, một tác phẩm mà những người quan tâm tới tình hình Việt Nam không thể bỏ qua. Ngày hôm nay, chúng tôi, Phố Bô Sa TV sẽ có buổi nói chuyện trực tiếp với ông Tess Ossius từ Washington, D.C. Xin chào ông đại sứ Tess Ossius ạ. Xin chào Lan. Xin cảm ơn đã mời tôi để nói chuyện với anh. Xin cảm ơn ông. Và bên cạnh chúng tôi là vẫn như mọi khi anh Andrew Lê cùng sẽ đặt ra những câu hỏi phỏng vấn cũng như là sẽ giúp chuyển ngữ từ Anh ngữ sang Việt ngữ. Xin mời anh chào ông đại sứ. Vâng, xin chào ngài đại sứ Ossius cùng tất cả quý khán thính giả trên khắp Nam Châu của Phố Bô Sa TV. Chúng ta được biết rằng là chỉ có được một tiếng đồng hồ với ông đại sứ mà thôi, có thể hơn một chút xíu. Mà câu hỏi thì lại có rất nhiều và sẽ là phần dịch song ngữ nữa. Cho nên thời gian sẽ rất eo hẹp. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào câu hỏi. Hy vọng là trong quá trình của buổi phỏng vấn sẽ có cơ hội để chuyển một số câu hỏi từ khán thính giả tới ông đại sứ. Vậy thì mọi người nhớ theo dõi và đặt câu hỏi ở phía bên dưới. Well, we only have about an hour with you. So there will be a few questions, and because we have to spend time to interpret, so therefore our time has been even more limited. However, if you have any questions, please don't hesitate to write out in the inbox, and we may be able to get some of you or your question answered by the former ambassador. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và anh Andrew sẽ dịch ra bằng tiếng Anh cho ông. Và ông sẽ trả lời bằng tiếng Anh, rồi anh sẽ lại dịch bằng tiếng Việt. Trước hết thì ông có thể cho biết tại sao ông quyết định viết cuốn sách này và tại sao lại là cái tựa đề Không có gì là không thể, sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam. First of all, could you please share with us why you wrote this book now? Nothing is impossible. America's reconciliation with Vietnam. Can you please introduce a little bit about the book? Thank you. Xin cảm ơn rất nhiều. I felt that I had to write this book. I had between 25 and 30 years of experience in Vietnam. It was a very important part of my life, still is, and I had many stories to tell. So I felt it was essential that I tell those stories, and I'm very excited that at last the book is out and in the hands of readers. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi có trả lời tôi là tôi phải viết, tôi cảm thấy rằng tôi phải viết bởi vì trong suốt 25 đến 30 năm kinh nghiệm sống tại Việt Nam và làm việc, đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với tôi và tôi đã chờ đợi và cuối cùng rất là vui mừng là quyển sách cuối cùng đã được ấn bản và đến tay với bạn đọc. So as I said, it's a book of stories. It's not a policy book. It's stories about people who took risks for reconciliation. Americans and Vietnamese and Ngai Mi Gop Viet who took risks to bring the two countries together in many, many fields. And I felt it was really important to tell their stories. Vâng, và quyển sách của tôi tập trung về rất là nhiều câu chuyện, chứ không phải là một quyển sách nói về chính trị. Nó liên quan đến rất nhiều người, những người đã mang lấy những rủi ro và chấp nhận rủi ro để có thể đem đến sự hòa giải dân tộc. Trong đó có người Mỹ, trong đó có người Việt, trong đó có luôn cả người Mỹ gốc Việt. Và trong rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều câu chuyện mà tôi muốn kể câu chuyện này để nói đến những thành quả và những nỗ lực của họ. There are people whose stories I tell who are very well known, like Senator John Kerry and Senator John McCain. And then there are people whose stories aren't as well known. I tell the stories of friends of mine who are Vietnamese
and friends of mine who are người Mỹ gốc Việt. And I think they are heroes as well as the people who are very well known. Và trong câu chuyện mà tôi kể có rất là nhiều người mà các bạn đã biết, những người nổi tiếng giống như là những thượng nghị sĩ John Kerry, ông là cựu ngoại trưởng Mỹ, đồng thời là cũng có ông cố thượng nghị sĩ John McCain, và ngoài ra cũng có nhiều câu chuyện nói đến các người bạn Việt Nam của tôi ở Việt Nam, những người bạn người Mỹ gốc Việt cũng như là những người bạn Mỹ. So Anlan, do you want to go ahead and ask questions, or shall I tell you a little more about the book? Yes, please. I would like to you to introduce more to us about the book, with like a lot of chapters, and some chapters really, really intrigue me. Go ahead and. Vâng, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều thêm nữa về quyển sách này, bởi vì theo tôi nghĩ rằng đây là một quyển sách rất là hấp dẫn, có rất là nhiều chương, trong đó đặc biệt có những câu chuyện rất là hay. Xin ông vui lòng giới thiệu thêm. So the story begins really in 1991, when John Kerry and John McCain, one Democrat and one Republican, sat across from each other on a flight, and they spent all night talking about Vietnam, and they decided that it was time for the United States and Vietnam to reconcile, and they started that night a friendship which lasted for many decades, and they started to work together on normalizing relations with Vietnam. And I think that was a significant moment. There were people on the Vietnamese side as well who were ready to have that discussion and ready to have a better relationship with the United States. And I tried to tell their stories as well. Vâng, quyển sách bắt đầu với những câu chuyện từ những năm 1991. Khi đó, ông Thượng nghị sĩ John McCain cũng như là ông John Kerry, hai người, một người của đảng Dân Chủ và một người của đảng Cộng Hòa, ngồi đối diện với nhau trên một chuyến bay, và họ đã dành suốt cả thời gian đêm hôm đó nói chuyện về Việt Nam. Câu chuyện Việt Nam là một câu chuyện đề tài trở nên hấp dẫn, và hai ông cuối cùng đã quyết định rằng đây đã đến lúc chúng ta nên hàn gắn giữa mối quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam. Qua đó, có rất là nhiều, một cái mối quan hệ đó đã kéo dài ra nhiều thập kỷ sau đó, và cả hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đều mong muốn rằng đây là thời điểm để có thể có những sự hàn gắn và chữa lành. So about the first half of the book is the period from when we started the process of normalizing relations until the time I was privileged to become U.S. ambassador to Vietnam. The second half of the book covers the period that I was ambassador and goes a little bit beyond. And there's one particular chapter that you and I spoke about earlier that I'd love to tell you about. Và cái quyển sách được chia có thể làm hai phần. Một phần nửa đầu của quyển sách thì nói về cái tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước cho đến cái thời điểm mà tôi trở nên một cái đặc ân, được trở nên làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và cái nửa quyển sau thì tất cả những gì làm được trong thời gian mà tôi làm việc tại Việt Nam, cũng như là một phần quyển sách mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn trước đây, thì tôi cũng sẽ nói sau đây. And that chapter is called The Communist Party, and it's about a realization that I had that if Nguyễn Phú Trọng, the General Secretary of the Communist Party, could come to the United States, it would advance the process of reconciliation and bring the two countries closer together. And not everybody agreed that this was a good idea, but we were able to do it. And I believe it was probably the most significant thing that I did as ambassador. It allowed, Nhiên, trong cái phần 2 của quyển sách tôi nói về Đảng Cộng sản và cái quá trình sự nhận thức ra được rằng cái mối quan hệ và cái điều rất là quan trọng trong cái quá trình để mà có thể hàn gắn này là việc mà tôi đã có thể kết nối để đem ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam sang Hoa Kỳ và thăm viếng Nhà Trắng và cũng như là nói chuyện với Tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là một phần rất là quan trọng trong việc tiến gần đến mối hòa giải giữa hai nước. Và qua đó tôi đã làm được cái việc đó. Có rất là nhiều người nghĩ rằng đó là không phải là một cái ý kiến tốt,
nhưng mà chúng tôi đã quyết định rằng đó là một cái điều rất quan trọng trong sự hàn gắn và tiến trình hàn gắn cả hai bên, và chúng tôi đã làm được. Thưa ông đại sứ, đúng là ở cái chương 10 đó, tức là chương về Đảng Cộng sản, thì ở trang 165 ông có viết rõ ràng rằng là thu xếp cho cuộc họp của ông Trọng với Tổng thống Obama là thành tựu có kết quả quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của tôi. Tại sao ông đánh giá như vậy? Có những khó khăn, trục trặc gì trong quá trình thu xếp đó hay không? Có lẽ rất nhiều người muốn nghe cái điều đó. Xin ông nói một cách chi tiết về những cái giai thoại đó. On at the end of chapter 10, titled The Communist Party on page 165, you wrote, facilitating Trump's meeting with President Obama was the most consequential accomplishment of my tenure. Why did you say so? Was there any challenges or difficulties you faced when facilitating such an important meeting? And I bet there will be many people would love to hear that in details. It's not usually the practice for the head of a party to call on the President of the United States. Usually it's only heads of state. And so many people thought it wasn't a good idea for Tom Bitu, General Secretary Nguyen Phu Trong, to come to the Oval Office. But I concluded that it was. And as a result of that meeting, we were able to make enormous progress in the relationship between the United States and Vietnam in the areas of security, trade, science and technology, environment, health, education, and many other areas. And I don't think that would have been possible without that visit by Nguyen Phu Trong to the Oval Office. Thật ra thì nó không phải là một cái công việc bình thường của một người đại sứ để kết nối một người không phải là đứng đầu một nhà nước để gặp gỡ nhau. Thường thì hai người đứng đầu của hai quốc gia gặp nhau, đó là theo lễ thường tình. Nhưng mà tôi đã quyết định rằng việc đem ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nhà Trắng Oval Office là một quyết định và một cái điều hoàn toàn đúng để làm. Tôi đã quyết định như vậy, và trong cái cuộc họp đó thì có rất là nhiều điều nói đến, ví dụ như là về an ninh, về thương mại, về khoa học kỹ thuật, về môi trường và nhiều vấn đề khác nữa. Và cuộc gặp gỡ đó đã mở ra rất nhiều cơ hội về sau. But that visit didn't resolve all of our differences. The chapter right after that is about human rights. And it was very clear to me that even though we built a lot of trust when the General Secretary visited Washington, we still had not addressed all of the fundamental issues of human rights that are very important to people of the United States and I believe to the people of Vietnam. I think that's an ongoing task, and I would like to see us continue to make progress in that area as well as many others in the relationship. Tuy nhiên, buổi họp lần đó không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Như trong cái phần chương tiếp theo của cuốn sách tôi đã nói liên quan đến vấn đề nhân quyền. Và tôi hy vọng rằng cái mối quan hệ của chúng ta giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển những quy tắc căn bản nhất về nhân quyền mà chúng ta cần làm, và tôi mong rằng việc này sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. So in terms of challenges and difficulty, can you share with us any of them occur during the process? Ông có thể cho biết liên quan tới những cái khó khăn, thử thách trong cái quá trình là làm cái việc đó đó, thì nó có xảy ra trong lúc đó hay không ạ? There were really two big challenges. One was on the American side and one was on the Vietnamese side. On the American side, it took a lot of work to get the United States to finish the job of cleaning up Agent Orange in Vietnam. The process had started before I was ambassador. I wanted to finish it. And in fact, that process will finish in the next few years. But it was very difficult to get the money, the resources to complete the job of cleaning up Agent Orange. I thought that was very, very important to do. Một trong những cái thách thức
mà quan trọng nhất, nó có hai thách thức chính mà tôi muốn nói ở đây. Thách thức đầu tiên là về phía bên Mỹ. Rất là nhiều việc cần phải làm để bên phía Hoa Kỳ giải quyết bớt vấn đề và chất độc da cam tại Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng trong một vài năm nữa thì nó sẽ phải hoàn thành thôi. Nhưng mà trong suốt quá trình của tôi, đáng lẽ nó đã phải thực hiện trước cái nhiệm kỳ của tôi rồi, nhưng vẫn còn kéo dài. Và tôi đã phải cố gắng đi tìm kiếm những nguồn liệu tiền cũng như là tất cả các resource khác để có thể giải quyết điều đó. Và đó là cái phía bên Hoa Kỳ. The hardest challenge on the Vietnamese side involved human rights and freedom of expression. And I would say there's been enormous amount of progress. The fact that there's a lot of freedom on the internet, there's a lot of opportunity for civil society representatives to talk to each other. That's progress in the time that I've been visiting Vietnam. But there's still challenges. There are still ways in which Vietnam is not yet living up to the aspirations of its 2013 constitution. And I write in chapter 11 about some of the ways I'd love to see Vietnam continue to move in the direction of greater openness, greater respect for human rights, in keeping with its constitution and its commitment to international agreements on human rights. Và bên phía Việt Nam thì cái khó khăn rất là lớn đó là về nhân quyền cũng như là quyền tự do được phát biểu ý kiến của mình. Nhưng mà đã có rất là nhiều sự phát triển vượt bậc trong cái quá trình đó. Ví dụ như là Việt Nam đã cho phép sự sử dụng Internet và cũng như là các mối quan hệ dân sự để có thể bắt đầu cởi mở và trình bày. Do vậy, vẫn còn rất là nhiều điều trong tương lai mà Việt Nam cần phải làm để thể hiện chính mình và những gì mà Việt Nam đã mô tả trong Hiến chương 2013 mà họ đã được viết ra. Việt Nam cần phải giữ sự dấn thân của mình trong những mối quan hệ và trong những cái điều mà họ đã đưa ra trong Hiến chương đó. Và tất nhiên là trong những cái điều khoản mà họ đã cũng đã dấn thân bản thân họ trong luật quốc tế về nhân quyền. Now, very ironically, during my time as ambassador, we achieved the greatest agreement on human rights that we ever had with Vietnam. And that was a side letter to the Trans-Pacific Partnership Trade Agreement, which provided for freedom of association of workers. It was more rights for the workers of Vietnam. And unfortunately, when there was an election in the United States and Donald Trump became president, he threw away the Trans-Pacific Partnership. And in so doing, he threw away the most important human rights agreement we had ever reached with Vietnam, and I very much regretted that. Một trong những điều mà tôi có thể nói rằng là những thành công lớn nhất mà tôi đạt được đó là chúng tôi đã đạt được sự ghi nhận giữa hai bên trong cái thương mại TPP là Transatlantic Partnership Agreement. Và chúng tôi đã đạt được trong cái phần đó một cái phần rất quan trọng, đó là cái quyền tự do cho các công nhân Việt Nam được có thể ghi danh vào trong những cái tập đoàn hoặc là những cái công đoàn mà họ tự chọn. Và như các bạn biết là chúng tôi đã làm việc rất là cật lực để đạt được đến cái thỏa thuận thương mại TPP đó. Nhưng mà khi ông Tổng thống Donald Trump lên thì ông đã hoàn toàn dẹp bỏ tất cả những cái thỏa thuận đạt được với Việt Nam trong vấn đề TPP. Và tôi cảm thấy rất là nuối tiếc là việc đó đã không thành. Cũng về cái chi tiết liên quan tới cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama, thì đã có những ý kiến nói rằng nhờ sau cuộc gặp gỡ đó, có nghĩa là hình ảnh cũng như là nội dung cảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi trong phòng bầu dục Nhà Trắng nói chuyện với Tổng thống Obama đã làm cho sau đó cái niềm tin ở trong đảng nhiều hơn đối với ông, quyền lực của ông trong đảng mạnh mẽ hơn, sau đó đã được củng cố và nó dẫn tới những cái kết quả mà chúng ta thấy sau đó đối với lại sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông nghĩ sao về chi tiết đó?
The meeting actually resulted in certain aspect which I heard from a few sources that the picture depicting the General Secretary of the Communist Party of Vietnam in the Oval Office has obviously empowered his position coming back to his own party. And therefore, when he came back to Vietnam, he already reinstated his power there, and he's been very successful in carrying out a lot of procedures and things that he get done. What do you make of that? So that is possible. The General Secretary had a very specific goal for that meeting. He wanted the President of the United States to say, the United States respects different political systems. In other words, the United States could live with a Vietnam that is ruled by the Communist Party. And the President said that. He said, the United States respects different political systems. The President of the United States had a slightly different goal. He wanted to make sure that Vietnam joined the Trans-Pacific Partnership Trade Agreement. And he accomplished that goal in that Vietnam went ahead and made the necessary compromises to join the Trans-Pacific Partnership Trade Agreement. So in a way, they both achieved what they wanted to achieve. And I do think it's possible that the General Secretary's standing was strengthened by his visit to the White House. Vâng, tất nhiên rằng là ông Tổng Bí thư Việt Nam đã đến trong cái buổi họp đó với một cái mục đích rất là rõ ràng. Ông đã đến và nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng ông muốn đất nước Hoa Kỳ phải tôn trọng một hệ thống chính trị khác biệt mà Việt Nam đang có. Và đến với cái yêu cầu đó thì Tổng thống Obama đã hoàn toàn đồng ý, bởi vì lúc đó Tổng thống Obama cũng đã có một cái chương trình hoàn toàn khác trong trí của ông, đó là ông muốn Việt Nam tham dự vào thỏa thuận xuyên châu Á TPP. Và như vậy cả hai lãnh đạo của đất nước đã đạt được những điều mà họ muốn. Và để đúc kết thì chính vì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những điều ông có, cho nên việc đó đã củng cố chỗ đứng của ông trong hệ thống chính trị mà ông đang lãnh đạo. Một trong những cái chapter, một trong những cái chương mà ông viết, như ông cũng đã có mới đề cập tới, đó là về cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì đúng là như vậy. Trong quan hệ với Việt Nam thì phía Hoa Kỳ thường đưa ra vấn đề nhân quyền. Thật ra mà nói thì những năm gần đây thì thấy ít hơn, thấy ít đặt những cái vấn đề đó ra hơn. Trước kia, mới đây, trong khi đang ở Anh tham dự hội nghị về môi trường, thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, có phát biểu rằng: tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về vấn đề nhân quyền. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam còn nói: nhân quyền lớn nhất của chúng tôi là có cơm ăn, áo mặc cho 100 triệu người dân, là ổn định chính trị, là trong quá trình phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông đại sứ có thể chia sẻ cảm nghĩ của ông về phát biểu đó của ông đương kim Thủ tướng Việt Nam ạ. In the relationship with Vietnam, the US usually bring up the human rights issue. In fact, it is less likely so in prior years. However, in a few days ago, in England with COP26, Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh stated that I'm ready to talk to anyone in the world about human rights. He further said that our biggest human rights is to provide food and clothes to 100 million people, stabilizing politics, and leave no one behind in our growing process. Please share with us your thoughts. When the General Secretary met with President Obama, President Obama said, the United States is not perfect. There are many ways in which we need to keep improving ourselves as a country.
But it's very important. It's who we are as a people to pursue the highest standards for human rights and freedom of expression. And so we will continue to have this discussion with Vietnam into the future. Trong buổi họp với Tổng thống Obama và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Obama cũng đã từng nói rằng đất nước Hoa Kỳ không phải là một đất nước hoàn hảo. Tuy nhiên, một điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được rằng chúng ta là ai và vẫn tiếp tục đưa ra cái mục tiêu là chúng ta phải đạt đến cái phẩm giá cao nhất về con người. Cho nên, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vấn đề nhân quyền và sẽ tiếp tục nói về vấn đề nhân quyền để đạt được mục đích cao quý đó. And then when President Obama visited Vietnam, he gave a speech in Hanoi where he talked very directly about the challenges of human rights and freedom of expression. And we've had many dialogues, the United States has had many dialogues with Vietnam about human rights. And I believe they're productive. Sometimes they're not as productive as we want, but there has been movement, particularly when it comes to religious freedom. And I think that the long-term prospects are good because there's been a change in the legal system that is gradually moving in the direction of the aspirations that Vietnam has expressed in its 2013 constitution for permitting greater freedom of expression and greater respect for human rights. So I see the long-term trajectory as good, even though there are sometimes setbacks. Trong chuyến viếng thăm của cựu Tổng thống Obama đến Hà Nội, ông cũng một lần nữa nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền cũng như là quyền tự do được bày tỏ. Tôi thấy rằng, nhận thức rằng chúng ta thấy cũng có những điều chúng ta đạt được thành công, nhưng cũng có những lúc chúng ta không đạt được thành công. Tuy nhiên, đã có rất là nhiều biến chuyển rất là tích cực, nhất là về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Về tương lai, long term prospect, về tương lai, về chiều sâu, tôi thấy rằng có rất nhiều sự biến chuyển tốt, có những sự thay đổi trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Và quan trọng là Việt Nam hiện bây giờ cũng đã bắt đầu có những cái sự cởi mở hơn, và họ đã bắt đầu thực hiện nhiều quyền lợi hơn, nhất là những quyền được hướng dẫn và được ghi rõ cụ thể trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Và nói chung, nhìn lại, nếu mà nói về chiều sâu, về chiều dài của tương lai, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi theo một cái chiều hướng rất là đúng và rất tích cực. I would just add that making sure that people have enough to eat is very important. And one of the stories I try to tell is how Vietnam went from a country when I first visited where more than half of the people lived below the poverty line, were living on less than $2 a day, to when I returned as ambassador and the rate of poverty was only about 6 or 7%. And so many people had moved from poverty into the middle class that that prosperity has made a big difference in the lives of many. And I do think it's right to acknowledge, to recognize that tremendous economic progress that Vietnam has made from the 1990s to today, and that has brought so many people out of poverty into the middle class and to have greater opportunities for themselves and their families. That's significant. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng trong cái câu phát biểu của ông Thủ tướng Việt Nam, ông nói rằng vấn đề chu cấp thực phẩm và áo ăn mặc cho cả 100 triệu người dân là điều một trong những cái nhân quyền tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một điều nên nhận ra rằng nó là một cái điều rất quan trọng cho Việt Nam. Bởi vì trước khi tôi đến nhậm chức ở Việt Nam thì hơn nửa dân số Việt Nam rất là nghèo khó và sống thiếu thốn. Nhưng mà khi tôi đến Việt Nam làm việc như một đại sứ Hoa Kỳ thì tôi đã thấy rằng chỉ còn 6-7% dân số Việt Nam là còn đói kém và thiếu thốn mà thôi. Cho nên để nhận thức ra được rằng việc giúp đỡ Việt Nam thoát nghèo, đem từ cái chỗ là nửa dân số nghèo cho đến cái chỗ chỉ còn 6-7% còn nghèo thiếu, đó là một sự tiến triển vượt bậc về kinh tế.
Và chúng ta phải nhìn nhận rằng đó là một sự phát triển rất là lớn mạnh, tremendous progress. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc đem ra khỏi Việt Nam, ra khỏi đói nghèo và đến đa số dân Việt Nam bây giờ trở nên tầng lớp trung lưu trong xã hội là một điều đáng công nhận. Vậy thì ông nghĩ sao? Vậy thì ông nghĩ sao về vẫn còn có những trường hợp mà được cho rằng là đã bị bắt giam vì những cái phát biểu của họ ở trên các đài hoặc là ở trên các phương tiện mạng xã hội, thưa ông? What do you make of the reality, in fact, that there are still people using the social network, expressing their ideas, and are still harassed or being arrested for their own freedom of expression? So I think that's very unfortunate. When I was in Vietnam as ambassador, Nguyen Thanh Dũng, who was the prime minister at that time, gave a speech where he said, "The internet is a fact. I think it's important that we recognize that we can't shut it down. We need to let people have exchanges of views on the internet. And the party will also make sure that its views are known to the people of Vietnam on the internet." And for quite a while, I felt that freedom of expression on the internet was really flourishing. So I was very troubled when people were arrested or harassed for saying what they believe on the internet. My view is that Vietnam is prospering. It's doing well. It's a stable nation. It won't hurt the country's future if people say what they think and are free to say what they think. In fact, I would argue the opposite. If Vietnam is to move from a low value added economy to an innovation economy, where it takes full advantage of the knowledge economy that exists in the world today, it will require free exchange of information on the internet. I think Vietnam will flourish as it eases up and allows free exchange of information on the internet. Điều mà bạn vừa trình bày đó là một sự rất là không may mắn cho những ai đã bị sách nhiễu hoặc là bị giam cầm vì cớ quyền tự do của họ. Tuy nhiên, lúc mà tôi còn ở đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người vẫn còn làm việc lúc đó, và ông nói rằng Internet là một sự thật, chúng ta không thể cấm cản điều đó. Tuy nhiên, trong nội bộ, trong đảng thì đã có những cái sự đồng ý cho phép hoặc là cởi mở. Nhưng mà về phương diện của tôi thì tôi thấy rằng Việt Nam đã rất cởi mở trong vấn đề cho sử dụng Internet. Đối với một số người bị bắt hoặc bị nhũng nhiễu thì tôi nghĩ rằng đó là một cái điều rất là không may mắn. Tuy nhiên, Việt Nam đang rất là tiến triển trong cái con đường rất là tốt trong tương lai, và tôi cũng nghĩ rằng Việt Nam bây giờ cũng đã rất là ổn định rồi, và nên cho dân chúng thêm sự tự do để có thể bày tỏ biểu cảm, cảm xúc những gì họ suy nghĩ. Bởi vì để có thể nói chuyện theo một cái góc nhìn khác, tôi có thể tham luận rằng nếu Việt Nam cho phép và cởi mở hơn nữa, các bạn sẽ phát triển rất nhiều hơn nữa, bởi vì sự phát triển của thế giới kinh tế ngày hôm nay đòi hỏi sự trao đổi một cách tự do về thông tin. Và nếu các bạn cho phép mình và cởi mở mình hơn một chút xíu nữa thì các bạn sẽ tiến bộ càng nhanh hơn nữa và phát triển rất nhiều. Vietnam did not choose to do what China did. China imposed a great firewall around the internet in China, limited the amount of information that could come in from the rest of the world. Vietnam has taken a different approach, and Vietnam has high aspirations when it comes to growing the internet economy and growing the innovation economy. And I think I'm very optimistic about Vietnam's future because its people are so entrepreneurial and so innovative. And as long as they can continue to exchange information and learn about the newest trends and stay fully connected to the world and to each other, Vietnam is going to prosper. And I think Vietnam will remain stable and will
will recover more quickly from the COVID pandemic by growing its innovation economy and growing its internet economy. And I'm optimistic that's what Vietnam will do. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã chọn một cái con đường khác, một cách thức khác so với Trung Cộng. Trung Quốc họ chọn là họ muốn đóng cửa hệ thống Internet của bản thân họ và họ có một cái hệ thống Internet riêng cho chính mình. Nhưng mà Việt Nam thì không lại như vậy. Việt Nam chọn một con đường khác hoàn toàn cởi mở và Việt Nam đã có một nền kinh tế dựa trên Internet rất là nhiều và dựa trên khoa học kỹ thuật và phát triển của Internet. Và mà cho đến khi nào các bạn càng cởi mở và càng tiếp tục học hỏi và phát triển thì Việt Nam sẽ phát triển rất là nhanh và sẽ đi đến con đường thịnh vượng rất là nhanh. Việt Nam bây giờ đã rất là ổn định và các bạn sẽ hồi phục kinh tế rất là nhanh qua cơn đại dịch và coronavirus, COVID-19. Và nếu mà các bạn tiếp tục dựa vào sự phát triển cũng như khoa học kỹ thuật Internet, nền kinh tế của các bạn sẽ phát triển rất là nhanh. À, về cái vấn đề mà bị một số người bị bắt giam vì cái vấn đề phát biểu ở trên mạng xã hội đó, thì theo cách nhìn của phía Việt Nam, Việt Nam hoàn toàn có tự do ngôn luận. Những người bị bắt là những người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống đối chế độ hoặc là kêu gọi lật đổ chế độ, cho nên họ mới bị bắt, chứ không phải là không có tự do ngôn luận. Thế thì ông có ý kiến gì về cái góc nhìn đó của phía Việt Nam? In Vietnam, there are certain rights of freedom of expression. They are allowed to express whatever they think about life and rights. However, there are certain areas they are taboo to them, especially in the area of political agenda or overturning the political party of the Vietnamese government. So what do you make of that? Let me add into that question. In the Vietnamese government perspective, they have freedom of expression, freedom of speech. The people who get arrested only because they are abuse that right and try to overthrow the government or something like that. So what do you think of that perspective of the Vietnam government? So I write about these people in my book, specifically in chapter 11, and I write about the disappointments and the progress that I feel is being made in the area of freedom of expression. I think the long-term trends are good. I would rather not see people arrested for speaking out on behalf of, especially those who are speaking out, trying to improve Vietnam's society. I would love to see those people not be arrested, sent into exile, or anything like that. I'd love to see them stay in Vietnam, continue to work hard to improve Vietnam's society, improve Vietnam as a country, contribute to Vietnam. That to me is the best way to go. But I have to step back from some of the individual cases and recognize that over the time I've been involved with Vietnam, the situation has improved, it's gotten better, it's opened up. Especially compared with the way it was in the past. And I think it's as Vietnam gains in confidence, gains in prosperity, grows as a nation, becomes more deeply involved with the rest of the world, I think those problems will get better. Trong chương 11, tôi có nhấn mạnh đến những cái trường hợp đó, nhất là những sự thất vọng cũng như là sự tiến triển trong vấn đề tự do ngôn luận tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng do vậy, cái đường về tương lai thì đang đi theo một cái xu hướng rất là tốt. Tôi không muốn thấy hình ảnh của nhiều người Việt Nam bị bắt nữa, nhưng mà tôi muốn thấy xã hội Việt Nam tăng trưởng và phát triển. Tôi không muốn thấy nhiều người bị phải đi tống ra nước ngoài hoặc là bị đi tù lâu dài.
Tôi muốn những người đó vẫn tiếp tục ở Việt Nam, làm việc rất là hăng say và cực lực để phát triển và đóng góp cho nước nhà. Do vậy thì tôi cũng không muốn nói thêm nhiều vào những trường hợp cá thể hoặc là một trường hợp nào đó đặc biệt ở đây. Nhìn chung tóm lại, tôi nói rằng Việt Nam đã bắt đầu cởi mở dần lên so với quá khứ của các bạn. Việt Nam sẽ bắt đầu thu nhận thêm được sự tự tin cho chính mình và bắt đầu cởi mở ra, hòa nhập dần với thế giới bên ngoài. And let me tell you why I'm so optimistic. When I was in Vietnam, I spent a lot of time talking to students. I went and talked to high school students and college students, students all over the country, in the north, in the center, in the south. And I ended up working at a university for a while, Fulbright University. And I received an honorary degree from Ho Chi Minh University of Technology and Education. Every time I met students, I found them to be hopeful about the future, to be ambitious in their goals, and to be deeply committed to Vietnam as a nation and Vietnam's progress. They believe in their country. They want to see their country continue to open up. They want to have opportunities to grow and flourish in Vietnam. They don't want to go someplace else. They want to be part of Vietnam's success. And they give me a great deal of optimism about Vietnam's future. Một lần nữa tôi rất là khả quan cũng như là rất là optimistic, có nghĩa là rất là lạc quan. You help me right there. Yes. I almost forgot to write. Lạc quan về tương lai. Tôi nói chuyện với rất là nhiều học sinh của các trường trung học và đại học, và cuối cùng thì tôi cũng có một thời gian để dạy ở một cái trường đại học Fulbright tại Việt Nam. Các bạn sinh viên từ miền Bắc, miền Trung cũng như miền Nam, các bạn đều rất là lạc quan về tương lai của các bạn. Bản thân tôi thì cũng có nhận được bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học và sư phạm kỹ thuật tại Sài Gòn. Nhìn nhận chung thì tôi thấy rằng các bạn Việt Nam rất là tự tin vào tương lai của mình ở Việt Nam. Họ không muốn đi đâu hết, họ muốn ở tại Việt Nam cống hiến cho đất nước và họ muốn là một phần của sự thành công và câu chuyện Việt Nam. Anh Andrew, anh có một số câu hỏi, chắc có lẽ là anh đặt những câu hỏi của anh với ông Tess Osius. Xin ông vui lòng giải thích tại sao chính sách chung của Hoa Kỳ là tạo điều kiện hòa giải với Việt Nam. Tuy nhiên, luật di trú của Hoa Kỳ vẫn cấm cản đảng viên xin visa đến Mỹ. Ông có tiêu chuẩn hoặc là giải thích đạo đức nào về việc này không? Please elaborate on how U.S. politics can make room for communist Vietnam in terms of reconciliation, and yet U.S. immigration laws still bar communist party members on getting a visa to the U.S. to visit. On what moral basis can we justify this approach? That's an interesting question. It didn't. That visa policy didn't get in the way of Tong Bitu, Lin Phu Chom from visiting, and many members of the Communist Party and of Vietnam's leadership have come to Vietnam without difficulty. I think the belief, and I'm not in the government anymore, but I think the belief of people in the U.S. government is that if we can have a partnership with Vietnam, if we can learn to trust each other more, then there doesn't need to be as much suspicion about U.S. motives with regard to Vietnam. And then in the end, the Vietnamese people, along with their leaders, will make the decision to continue the process of opening that's been underway for a long time. Đó là một cái câu hỏi rất là thú vị, bởi vì bản thân tôi thì tôi nhận thấy rằng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như một số các đảng viên khác tham tán thương mại hoặc là một số các người dân đảng viên khác qua Hoa Kỳ thì đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà một lần nữa tôi nghĩ rằng là có thể đó là một cái quy tắc chung, đó là nếu Việt Nam bắt đầu có một mối quan hệ và gọi là hỗ tương và một cái partner
một cái động cộng sự với Hoa Kỳ nữa, thì chúng ta bắt đầu phát triển được cái sự tin tưởng lẫn nhau. Và khi có một sự tin tưởng và không có sự nghi ngờ gì với nhau, thì cái kết luận cuối cùng là cả hai nước cũng sẽ bắt đầu cởi mở cho nhau, và người Việt Nam cùng với lãnh đạo của họ sẽ hưởng thụ từ mối quan hệ và cái sự lợi đó. My belief is that when you have relationships and are able to show respect for each other, that builds trust. And when you have trust, then you can do things together that really change both nations and the world for the better. And so what the story I try to tell is how we built trust and how that changed not only the United States, but also Vietnam. Because we, as we grow together, as we learn to trust each other more, it's possible to make progress in all areas, including difficult ones like the differences we have over human rights. Và mối quan hệ của chúng ta sẽ bắt đầu tiến triển từ cái sự tin tưởng lẫn nhau, và khi tôn trọng lẫn nhau thì sẽ đẩy đến cái sự tin tưởng và chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiều việc với nhau. Điều đó sẽ giúp chúng ta thay đổi thế giới cho cái phần tốt hơn. Làm sao để chúng ta có thể xây dựng được cái niềm tin đó? Để thay đổi thế giới cũng như trong đó có Việt Nam, thì chúng ta phải bắt đầu học cách để tin cậy lẫn nhau. Và với những cái vấn đề quan trọng hơn nữa, nhất là trong vấn đề nhân quyền. And if I could give you one example. When I went to Orange County for the first time, I learned from people who live there about the importance of upgrading Bien Hoa Cemetery. It's a cemetery where many soldiers who fought for the South were buried. And people, I think rightly, want to make sure that their graves are respected. And so I went to the leadership of Vietnam and I said, what about if we could dig ditches and cut down some trees so that the graves in Bien Hoa Cemetery won't float away when there are heavy rains? It's a way of showing respect to people who died without any flags or ceremonies, just practical matters like digging ditches and cutting tree roots. And at first there was a lot of concern that this could have meaning, political meaning, and could cause problems for the party in Hanoi. But in the end, Hanoi and then local officials made the decision it was okay to go ahead and be respectful of people who died, no matter which side they fought for. And I felt that was an important step in the process of reconciliation. And I think it could only come from the fact that we'd built some trust over time, and officials did not think we were going to use this simple act of showing respect as a way to bring about instability or cause difficulty for Vietnam. Một trong những ví dụ cụ thể mà tôi muốn đưa ra cho các bạn để giải thích về vấn đề tôi vừa nói, đó là khi tôi đến viếng thăm cộng đồng Little Sài Gòn ở Orange County đây, thì rất là nhiều lãnh đạo trong cộng đồng hải ngoại tại Nam Cali đã đề cập đến vấn đề là khu nghĩa trang Biên Hòa. Khu nghĩa trang Biên Hòa tại Việt Nam, tại tỉnh Biên Hòa, là một cái khu nghĩa trang đã được chôn cất rất là nhiều chiến sĩ từng đã đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và tôi đã ghi nhận điều đó và tôi quay về Hà Nội và nói với chuyện với lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội. Và tôi nói rằng làm thế nào để chúng ta cùng có thể có những hành động nhỏ như là đào những cái lấp lại những cái hố hoặc là cắt những cái gốc cây xâm phạm vào những cái nơi thiêng liêng, những cái mồ mả như vậy. Lúc đầu thì một số chính quyền địa phương cũng như Hà Nội e dè và cho rằng đây có thể là một hành động chính trị gây nguy hại hoặc là khiến cho Hà Nội cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, một thời gian sau đó rất ngắn, họ đã quyết định rằng chuyện cắt gốc cây, đào rễ và lấp những cái nước chảy trời mưa để không khiến cho các cái nghĩa địa và tấm bia đã bị trôi đi là một chuyện bình thường. Cho nên qua đó chúng ta thấy rằng khi chúng ta bắt đầu có những sự tôn trọng tối thiểu dành cho những người chết, không cần
Không cần biết là bạn chiến đấu cho cái trận chuyến bên nào, nhưng mà khi bạn qua đi thì chúng tôi tôn trọng bạn, và điều đó đã khiến cho lòng tin cả hai bên chúng tôi trở nên rất là thân thiện và tiến lại gần với nhau hơn. Một hành động nhỏ như vậy đã khiến chúng ta bắt đầu có thể xây dựng được lòng tin. Khi mà sẵn đây thì cũng nói nó có cái phía bên kia, cái chiều ngược lại. Khi mà ông nói tới lòng tin, ông có nhắc rất nhiều về lòng tin. Phía Mỹ muốn tìm cái lòng tin ở phía Việt Nam thì ngược lại, phía Việt Nam tôi cũng nghe nhiều nhắc tới cái vấn đề lòng tin từ phía Mỹ. Làm sao thì phía Việt Nam có thể tin được phía Mỹ khi mà Mỹ rất là dễ dàng bỏ rơi đồng minh họ, rồi so sánh tới cái việc mà bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa trước đây, bỏ rơi đồng minh ở Afghanistan gần đây, vân vân. Thế thì cái cũng là cái khái niệm về sự niềm tin đó, thì ông sẽ giải thích cái việc đó như thế nào, thưa ông? Talking about trust, which you emphasize a lot. On the other side, Vietnam also need to trust the U.S. And I heard a lot of opinions regarding that. How can Vietnam and other country trust the U.S. when the U.S. very easily drop their allies, such as the Saigon government before in 1975, and Afghanistan recently, we see the chaos making people thinking of Saigon in 75. So how can Vietnam trust the U.S. in within that term? It's a good question. In my view, you don't just get trust and then it stays and it's like a stable factor. You have to keep earning trust, and that means you have to keep doing things together and building trust and renewing trust. It's not static. And so in my view, we have done some things that have caused Vietnam to, and sometimes question the United States. Example is we withdrew from the Trans-Pacific Partnership trade agreement. I think that was a mistake. I would rather have continued the process of building trust by doing that very important thing together. But the relationship got back on track anyway. So I don't think our relationship is so fragile now that trust will be easily broken. I think we've been doing a lot of things together over a long time, and there is a fair amount of trust. We have to keep going. We have to keep building that trust. And one of the ways we do it is through, I think, educational collaboration. The fact that we have people studying in each other's countries, learning about the country, that the United States has been able to contribute to the development of Vietnam's educational system. This is a long-term investment in trust between our two countries, and is probably the most important one that we can make. Nói về vấn đề sự tin tưởng lẫn nhau, lòng tin, thì câu trả lời của tôi đó là lòng tin đó, nó không phải giống như là một cái thứ hàng mà bạn có rồi nó sẽ vĩnh viễn là có. Lòng tin là chúng ta cần phải có và tiếp tục giữ, tiếp tục làm việc với nhau và xây dựng nó, và làm mới lại lòng tin nữa. Tất nhiên, có một số việc mà Hoa Kỳ đã làm và đã khiến cho chính quyền Việt Nam phải thắc mắc và nghi vấn Hoa Kỳ. Một trong những ví dụ gần đây đó là chúng tôi đã rút ra khỏi cái nghị trình TPP mà như các bạn đã thấy, và theo tôi đó là một cái sự sai lầm. Hoa Kỳ chắc hẳn và cũng phải nên giữ và tiếp tục làm cái điều đó. Và cái mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu quay trở lại, mặc dầu là trước đó nó cũng có những sự rạn nứt, và bây giờ nó rất là mỏng manh, kính thưa các bạn. Cho nên qua đó chúng ta cần phải có một cái khối lượng nào đó, một cái lòng tin một cách
rất là đầy đủ nào đó để chúng ta có thể bắt đầu trở lại mối quan hệ. Ví dụ như là chúng ta có thể đầu tư vào vấn đề giáo dục của Hoa Kỳ, cho cả hai bên cùng bắt đầu phối hợp và nghiên cứu lẫn nhau về hai nước. Hoa Kỳ sẽ rất là có thể giúp cho Việt Nam trong vấn đề giáo dục, và như vậy nó sẽ bắt đầu làm chúng ta có những cái kế hoạch, những cái dự án để làm chung với nhau và xây dựng lòng tin. Và ông nói rằng là sẽ cần phải tiếp tục làm gì làm cũng phải tiếp tục xây dựng cái lòng tin với nhau, vì đó là cái long term investment, tức là cái đầu tư về lâu dài. Anh có thể đặt câu hỏi tới. Theo ông, cộng đồng nhỏ tại Nam Cali có đóng vai trò quan trọng trong chính sách hòa giải này hay không? Và chuyện gì xảy ra nếu Sài Gòn nhỏ nói là không và biểu tình chống lại ý định này? Was Little Saigon an item for discussion in this reconciliation process? Or wasn't it even an issue? What if Little Saigon say no and protest against the very idea of reconciliation? So, in my view, the Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt, the community of Vietnamese Americans, is tremendously important and at the center of reconciliation. I visited that community in Orange County a number of times, in San Jose, in Texas, in Virginia, in Seattle. To me, very, very important to understand the concerns of the Vietnamese American community. Đối với tôi, cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ rất quan trọng, và thậm chí là nó nằm trung tâm trong cái sự hòa giải này. Tôi đã từng ghé thăm cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali, tại San Jose, tại Texas, tại Virginia, tại Seattle. Những sự quan tâm của các bạn là rất quan trọng để có thể hiểu được cái mối hòa giải này là như thế nào. And let me tell you a story. This was very important for me in understanding the views of some of the people who are in the United States as a result of the war, who were part of the Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt. A man came up to me after one of my talks in Orange County, and he grabbed my lapels and he said, "I spent 11 years in a re-education camp." And I said I was sorry and asked him, you know, what I might be able to do as U.S. ambassador. And he grabbed my lapels again and he said, "I spent 11 years in a re-education camp." And I said, is there anything I can do to be of help? And a third time he said, "I spent 11 years in a re-education camp." And it hit me. He wanted that time back. He wanted those 11 years back. And I couldn't do that for him. I couldn't erase the pain that he had suffered. And I realized there are many people in that community who suffered terribly as a result of the war. And they might never be on the side of reconciliation. And I had to accept that. For some people, reconciliation is too difficult. And I think we have to respect where they are as well. Tôi có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ cho các bạn tại nơi đây. Đó là khi tôi đến thăm vùng Nam Cali của các bạn, và tôi cũng có nói chuyện. Và sau khi tôi nói chuyện xong, thì có một người đàn ông đến và nắm lấy cái áo vest của tôi, cổ áo vest của tôi, và ông nói rằng ông có biết rằng tôi ở tù 11 năm trong trại cải tạo không? Và tôi nói với ông rằng là tôi xin lỗi ông. Rồi ông ta lại nắm cổ áo tôi một lần nữa và nói rằng tôi đã ở tù 11 năm trong trại cải tạo, ông có biết không? Và tôi nói rằng vâng, tôi cảm thấy rất là tội nghiệp cho ông. Rồi ông lại nắm cổ áo tôi một lần thứ ba và ông nói rằng tôi ở trong trại cải tạo 11 năm
Và lúc đó thì tôi bị xúc động rất là nhiều. Tôi cảm nhận rằng ông ta muốn nói một điều rằng là ông ta muốn cái thời gian đó trở lại. Ông muốn cái sự bồi đắp cho cái sự mất mát lớn lao đó. Tôi không thể làm được gì cho ông cả. Nhưng mà tức thì tôi nhận thức ra được rằng còn có rất nhiều người giống như ông ấy đang phải chịu đựng và trải qua những sự khốn khó khủng khiếp. Tôi không thể nào mong rằng hoặc là trông đợi họ phải đứng về cái phía giải hòa, bởi vì điều đó rất là khó. Nhưng mà tôi hoàn toàn tôn trọng cái sự đau khổ của họ và rất là tôn trọng trong cái chiều hướng nội tâm mà họ đang diễn ra. Thế thì cái phần mà phần còn lại của câu hỏi anh nói đó là nếu mà những người Mỹ gốc Việt, Little Sài Gòn không đồng ý với cái điều đó và phản đối cái điều đó thì như thế nào? Nó sẽ là như thế nào? Ông nghĩ sẽ làm như thế nào? What would happen if Little Sài Gòn or người Mỹ gốc Việt would say no? What do you think would happen? There are some people in that community who say no. And I have to respect their views. I do respect their views. There are people who fought for a yellow flag for many, many years, whose loyalty is to a different flag from this one. And they won't ever, they may never embrace the idea of reconciliation. And I have to respect that. I think it is the duty of the United States government to develop a relationship with Vietnam. It's in America's interest, it's in Vietnam's interest to develop that relationship. And my hope is that enough members of the Hồng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, enough members can support reconciliation for that reconciliation to continue. Về cái phần câu hỏi đó thì tôi nghĩ rằng, tôi đồng ý rằng có rất là nhiều người trong cộng đồng của các bạn đã từng chiến đấu cho lá cờ vàng. Và sự trung thành của họ đối với lá cờ vàng là một điều mà tôi rất là trân trọng. Tôi hoàn toàn kính trọng cái điều đó. Và tôi biết chắc rằng họ cũng sẽ không chấp nhận cái con đường giải hòa này. Tuy nhiên, trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và những điều gì mà chúng ta hướng đến trong tương lai, nếu sự hòa giải này được xảy ra, nó sẽ có lợi hơn cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam. Và tôi mong rằng sẽ có đủ thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt để có thể khiến cho sự hòa giải này tiếp tục bước tới. Xin hỏi rõ hơn về cái phần đó một tí nữa. Với cái sự phản đối đó từ người Mỹ gốc Việt, thì cái tiến trình hòa giải nó có bị ngưng trệ hay không? Ngược lại, nếu có sự ủng hộ từ nhiều những hơn nữa những người từ trong cộng đồng người Việt thì cái tiến trình đó nó sẽ thuận lợi hơn, nhanh hơn hay không? Thưa ông. I want to further elaborate on that one from you. So if there are still the protests from the Vietnamese community against the reconciliation, will it stop the process? And on the other side, if everyone put off their past and go for it, then it will it make the reconciliation process more easier, more quicker for both countries? Let me answer the second one first. If the Hồng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, if Vietnamese Americans were to embrace reconciliation, that would make the process go much faster. And it would, I think, create opportunities for more back and forth between our countries and for more development in education and health and even in human rights in Vietnam. But we have a democratic political process. And so to the first question, it's a democratic political process that led to the normalization of diplomatic relations.
It's a political process, democratic political process, that led to leadership in the United States, as well as in Vietnam, deciding to go ahead and reconcile. And that democratic political process continues. And in this country, people do have a right to protest. They have a right to disagree if they think their government is wrong. I've done it. I've publicly disagreed with my government when I thought it was wrong. And that is one of the things that's great about America. We can do that in this country. Tôi xin trả lời cái câu phần hỏi thứ sau của anh trước. Đó là nếu cộng đồng người Việt gốc Việt hoàn toàn ủng hộ cái kế hoạch hoặc là cái chương trình hòa giải này, thì tôi nghĩ rằng cái tiến trình hòa giải sẽ trở nên rất là nhanh và nhanh lắm. Bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho nhiều sự qua lại và qua đó sẽ cởi mở ra được nhiều sự phát triển, bao gồm luôn cả sự phát triển về nhân quyền tại Việt Nam. Do vậy, cho cái phần câu hỏi đầu, đất nước Hoa Kỳ là một đất nước có tiến trình chính trị dân chủ. Chúng ta cần phải qua những cái tiến trình dân chủ đó. Và cái điều mà tôi thấy được rằng đó là phải qua chiến trình phát triển ngoại giao. Rồi sau qua vấn đề ngoại giao rồi, thì các lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ phải quyết định rằng đây có phải là thời điểm để hòa giải hay là không. Và nếu mà có người biểu tình chống đối lại cái ý kiến này, thì tôi nghĩ rằng vì là Hoa Kỳ là một đất nước dân chủ, cho nên mọi người đều có cái quyền, bản thân tôi cũng đã từng biểu tình, bày tỏ cái ý định của tôi khi chính phủ Hoa Kỳ có những điều mà tôi nghĩ rằng là họ làm sai. Và đất nước Hoa Kỳ là đất nước như vậy, bạn có quyền bày tỏ cái suy nghĩ của bạn. And maybe if I could use one example, I thought that my government was wrong to pursue deportations of Người Mỹ gốc Việt who had come to the United States between 1975 and 1995. And I objected publicly to that policy because I thought it was un-American, and I thought it was wrong to send people to a country where they didn't have strong ties and they had loyalty to a flag that was different from this flag. And I objected and I made my views known, and a political process occurred. There were elections. Some people lost their offices. It was an important issue to bring into the public. And it was, to me, it was very important as a citizen to be able to say when I thought my government was wrong. And I do think that is the right of and the duty of a citizen to speak out when he or she thinks the government is wrong. Đối với tôi, một trong những chính sách mà Hoa Kỳ làm sai đó là họ đã áp dụng chính sách di trú và đã trục xuất những người Việt Nam mà họ đã phạm tội trong những năm 1975 đến 1995, là những người qua Mỹ thời gian đó. Tôi nghĩ rằng đó là một cái chính sách rất là phản Hoa Kỳ. Nó không có lợi gì cả và nó không có bày tỏ được cái chính sách di trú một cách là tốt đẹp. Để gửi hoặc là để trục xuất một số người trở về với đất nước mà nơi đó họ không hề có một cái mối liên kết gì, hay là không có sự trung thành đối một cái lá cờ. Và tôi đã cố tình làm cái quan điểm của tôi được biết đến và đã biểu tình và cho chính phủ tôi biết rằng đó là một cái chương trình sai. Và kết quả là có một số người đã phải mất cái chức công việc của họ bởi vì tôi đã bày tỏ quan điểm của tôi. Và tôi muốn nhấn nhìn một lần nữa, đó là cái việc biểu tình là cái quyền và cái nghĩa vụ của công dân. Khi các bạn thấy đất nước của mình làm không đúng, các bạn phải có quyền và nghĩa vụ đứng lên để lên tiếng. We go to the next question. Yes. You have made this interview a very interesting one. Ông có tin rằng bản chất chế độ Cộng sản của Việt Nam là một phiên bản nhẹ, chủ yếu là để sinh tồn và uyển chuyển hơn, thay vì là cay nồng, bạo lực và độc đoán như Trung Quốc hay Bắc Hàn?
Do you believe that Vietnam communist or communism has a more of a milder version than that of China or North Korea? The Vietnamese version is more of an existentialist and arcane, not spicy, aggressive, and dictatorial. I think that's a great description of the differences. Yes, I think the Vietnamese version of communism is very different from the Chinese version or the North Korean version, because I think Vietnam really celebrates entrepreneurship. It really celebrates people who are industrious, who are creative, who are innovative. And nobody works harder than the people of Vietnam. And I don't know if that's communism or what it is, but what exists in Vietnam is uniquely Vietnamese. And I feel like Vietnam will take instructions from no one, not from China, not from the United States, not from anyone. Vietnam is always, in my view, going to be independent, because that's what its people value above all, is independence. And I admire that. Đó là một cái câu hỏi, một sự nhận xét phải nói là khá tinh tế. Tôi cũng đồng ý như vậy. Tôi nghĩ rằng cái phiên bản Cộng sản Việt Nam nó hoàn toàn khác với cái phiên bản Cộng sản của Trung Quốc hay là của Bắc Hàn. Ở Việt Nam thì các bạn hoàn toàn tung hô và chủ xướng cái tinh thần thay đổi và cái tinh thần làm việc của một cái người siêng năng cần mẫn. Các bạn luôn luôn sáng tạo, tinh thần sáng tạo, tinh thần học hỏi, tinh thần làm việc cực nhọc. Tôi không biết là cái phiên bản Cộng sản của Việt Nam hay là bất cứ điều gì của các bạn thì như thế nào, nhưng mà tôi biết rằng nó là rất là độc nhất vô nhị. Việt Nam không bao giờ nhận lệnh từ bất cứ nước nào và bất cứ chủ quyền thế lực nào. Họ có cách riêng của họ, họ tự họ làm và họ sẽ luôn luôn là một đất nước độc lập. Có một câu liên quan tới Trung Quốc mà anh cũng muốn đặt ra đó. Back to the book. Okay. So on chapter 9 of the book, I read your book scatterly, but I note down one of this. When talking about China and the TPP, when facing the threat from China, the General Secretary Nguyễn Phú Trọng once said, "We must be prepared. We will defend our sovereignty." In that sentence, if you may recall, what do you think he said? Trong chương thứ 9 của quyển sách, khi nói về Trung Quốc và kế hoạch xuyên Thái Bình Dương, TPP, và khi nhắc đến Trung Quốc là một mối hiểm họa tấn công các nước Đông Nam Á, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lần nói như sau: chúng ta phải sẵn sàng và chúng ta sẽ bảo vệ chủ quyền đất nước, lãnh thổ của chúng ta. Thì xin ông hãy giải thích cho chúng tôi biết rằng là ông có cảm nhận gì về câu nói đó. I think what he said is what's in the heart of pretty much every Vietnamese person. In cities and villages throughout the country, streets are named after people like Ngo Quyen and Ba Triệu and the Hai Ba Trung and many others who fought for China, for Vietnam's independence from China. It goes back millennia, the determination of the Vietnamese people to be independent and not take their instructions from anybody else. And so when he said, "We will defend Vietnam's sovereignty," I think he meant it. The Vietnamese won't bow to anybody else, even
to a very powerful neighbor. They will defend their sovereignty. So I take him at his word. He was talking about the South China Sea, but that could also apply to the northern border. It applies to the importance that Vietnam throughout its history has attached to defending its sovereignty. Tại Việt Nam, thì khi tôi làm việc tại đó, tôi có nhận thấy rằng các bạn đã đặt tên cho đường phố của các bạn trong các làng mạc, trong các tỉnh thành, những tên giống như là Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, và các bạn đặt tên đường đó với mục đích là để nhắc cho các bạn nhớ rằng trong quá khứ các bạn đã có một cái lịch sử vẻ vang và kiêu hùng. Những trận chiến đó là những trận chiến chống lại quân xâm lược và nó đã lui về quá khứ cả hàng trăm năm. Việt Nam luôn luôn là một đất nước độc lập và họ sẽ không để cho bất cứ ai hăm dọa hoặc là bảo họ phải làm chuyện gì. Và tôi nghĩ rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông nói điều đó, ông cũng sẽ nói điều đó với tận từng chữ và hết tấm lòng của mình. Việt Nam sẽ không bao giờ quỳ gối trước bất cứ thế lực nào. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể tin ông khi ông nói điều đó. Mặc dù trong bối cảnh văn lúc đó ông đang nói về các nước Đông Nam Á, nhưng mà tôi nghĩ rằng câu nói đó cũng có thể áp dụng được cho một cái quốc gia ở phía bắc biên giới của các bạn. I want to go. I love this conversation. I could go on all evening, but the problem is I have a job and I have lined up in a few minutes a meeting with an official in Asia, in Vietnam, in fact. And so I'm going to have to wrap up in a few minutes. Thank you. So I think Andrew muốn dịch câu nói của ông. Cựu đại sứ rằng là ông rất là thích thú trong cái cuộc đối thoại ngày hôm nay. Và mặc dù vậy, ông cũng có một việc làm khẩn trương đã lên lịch sẵn. Sau cuộc nói chuyện này, ông cũng sẽ tiếp xúc với một quan chức ở Việt Nam. Cho nên ông xin lỗi và đang muốn sẽ tóm gọn lại cái phần để chuẩn bị kết thúc. Vậy thì có lẽ là câu cuối thì ông hãy chia sẻ những điều gì mà ông muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ nói riêng và những người Việt Nam quan tâm tới cái vấn đề nối lại cái quan hệ của hai nước nói chung thưa ông. So final word, can you have some thing to share with the Vietnamese community in the US in particular and also all the Vietnamese around the world who are very who want to know about the reconciliation between the two countries? Well, for one thing, I hope people will read my book because I think that will give them some ideas about what matters and what works when it comes to reconciliation. I've emphasized education because I think in the long term, that is the most important factor for long-term reconciliation. But I would also mention something even simpler, travel. Once COVID restrictions are eased, travel back and forth is a great way for people from the two countries to understand each other better. And I think the time will come when we will be able to travel between the United States and Vietnam again. In fact, I'm very optimistic that there will be direct flights between the United States and Vietnam. And that allows more families to meet up with their family members, tourists to go back and forth, business people, educators, people who are involved in NGOs, science and technology, health, you name it, and to have exchanges between the two countries. Because that's how you build trust, and that's how you create an atmosphere where reconciliation is possible. Vâng, đối với câu hỏi đó thì câu trả lời của tôi rằng mong rất là nhiều trong các bạn mua cuốn sách của tôi và đọc để hiểu những gì tôi viết trong cuốn sách đó, những điều gì đối với tôi là quan trọng và những gì đối với tôi là thực dụng để có thể thực hiện được. Tôi là một người liên quan đến mảng giáo dục cho nên tôi lấy cái con đường giáo dục
là một cái yếu tố rất là quan trọng và lâu dài, một sự đầu tư lâu dài. Ngoài ra thì tôi cũng mong rằng các bạn nên đi du lịch về thăm thân, thăm đất nước để có thể bắt đầu tìm hiểu thêm. Tôi cũng rất là lạc quan đó là về vấn đề những chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Khi các bạn thăm gia đình, đi du lịch, những người làm công tác thương mại hoặc là những tổ chức phi lợi nhuận, khoa học kỹ thuật và tất cả những cái vấn đề khác, bạn có thể nói bất cứ điều gì. Làm tất cả những điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng lại lòng tin của nhau và chúng ta sẽ bắt đầu hàn gắn. Không có gì. Tôi muốn nói Andrew Lê là phiên dịch giỏi quá. You don't miss anything. You've done a phenomenal job. Cảm ơn Ngài Đại sứ rất nhiều và tôi mong rằng sẽ có những lần khác để chúng ta có thể cùng làm việc với nhau. Phải không hy vọng như vậy. Không có gì là không thể. Đó là cuốn sách của ông cựu đại sứ Ted Osius. Dĩ nhiên là những câu chuyện, những câu hỏi của chúng tôi ở đây chỉ là một phần rất nhỏ những gì có trong cuốn sách. Mọi người quan tâm thì cần phải xem cuốn sách này. Làm sao có thể mua sách từ Mỹ cũng như là từ Việt Nam? Thì sau khi tôi đăng cái này lên thì đã có rất nhiều người hỏi làm sao để có thể mua từ Việt Nam cũng như ở Mỹ. Ông có thể cho mọi người biết hay không? How can people buy the books from Vietnam as well in the US? So it's easy in the US via Amazon.com or Thrift Books or from Rutgers University Press. Anywhere that books are sold, it should be possible to order it or pick it up in a bookstore. In Vietnam, it's probably easier to get an electronic version because then you don't have to pay shipping costs. So it's very easy to, there are two different e-versions of the book. And I hope next year there will be a Vietnamese translation that will be published in Vietnam. Câu hỏi để sẽ mua sách đi thì các bạn có thể tìm đến các mạng bán sách như Amazon hoặc là tất cả những cái mạng bán sách nào chính và tìm cho cuốn sách của tôi có thể mua. Nhưng mà cũng có một cách khác là các bạn có thể mua bằng ebook trên mạng để download về mà đọc, không cần phải tốn tiền shipping cost. Hy vọng là trong năm sau thì cũng sẽ có bản dịch tiếng Việt cho những ai không thể đọc được tiếng Anh. Xin cảm ơn ông rất nhiều và chúc cho cuốn sách sẽ phát hành thật là may mắn và sẽ liên tục phải ấn bản lại nhiều lần, thưa ông. I wish that. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi đã hiểu tất cả. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi đã rất thích nói chuyện với hai bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin chào ông. Xin chào. Hẹn gặp lại ở tiểu bang Cali. Yeah. Hẹn gặp lại thật sớm ở bên Cali, quận Cam, Little Saigon. Ok. Bye. Năm tới tôi sẽ đến. Năm tới. Ông sẽ cho mọi người biết trước và sẽ có một chúng ta lại sẽ có những cái buổi nói chuyện như thế này trong thời gian đó, thưa ông. Ok, xin cảm ơn. Thank you. Yeah. Đó là cái câu chuyện của chúng ta với ông Ted Osius nhân dịp ông ra mắt cuốn sách. Một lần nữa là để tắt cái tên của ông đã. Một lần nữa là cuốn sách Nothing is Impossible, America's Reconciliation with Vietnam, là không có gì là không thể, sự hòa giải của Mỹ với Việt Nam. Anh thấy cái buổi nói chuyện như thế nào? Bây giờ chúng ta ngưng hay là nên tương tác với khán giả một chút xíu? Anh cứ hỏi thẳng khán giả, sao họ hỏi tôi? Mọi người cho biết nhé. Nếu mà nãy giờ là nghe ông Ted Osius cung cấp những thông tin rất là thú vị đó đủ rồi thì chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Còn nếu mà muốn nghe anh Andrew Lê và tôi Bolo Bala thêm một tí nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục cho số 1. Anh thấy những cái thông tin gì đối với anh là thú vị ngày hôm nay mà thực sự ông ấy nói trước hơn ai hết là anh Andrew Lê hôm nay gọi là dịch coi như là tuyệt vời, không có thiếu một chữ nào của ông. Chỉ có là dịch. Có nghĩa là ông hiểu hết, không nói tiếng Việt ra nhưng mà hiểu hết, anh nói thiếu là không được. Có nghĩa là dịch của ông Ted thì rất là tốt nhưng mà dịch của anh Lân thì chưa tốt.
Tại vì thật ra thì anh Lân có thể có những câu hỏi và nói ra thì nó hay hơn, có thể nắm được ý chính hơn. Vì Andrew chỉ nắm cái ý khái quát, cho nên trong cái câu hỏi nào đó thì cũng có một phần lỏng cổng. Nhưng mà mong rằng các bạn cũng đã hiểu được cái ý và cái chương trình mà anh em chúng tôi muốn gửi cho các bạn. Thật sự anh hỏi thì Andrew cũng muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ. Đó là tôi thấy những gì mà chúng ta đã được thảo luận qua cuốn sách của ông Ted, tất nhiên các bạn cũng sẽ mua và đọc và cảm nhận được cho chính của các bạn. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là quá khứ cũng là một điều để chúng ta có thể nhìn nhận lại và hướng về tương lai. Vì không ai có thể sống mãi trong quá khứ. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi được tương lai. Đó là cái điều mà tôi cảm nhận. Và như ông Ted nói rằng là nếu cái sự hòa hợp hòa giải này mà nó đem đến quyền lợi cho Hoa Kỳ cũng như cả Việt Nam, thì đó là một cái hướng cho tương lai mà ngoại giao Hoa Kỳ đã chọn. Thì nếu mà Hoa Kỳ đã có cái chính sách ngoại giao rất là mềm mỏng và khôn khéo như vậy, thì là một công dân của Hoa Kỳ, tôi không có một cái sự lựa chọn nào khác hơn. Đó là cũng phải đi theo cái bệnh viện chung, chính sách chung của đất nước Hoa Kỳ thôi. Tôi thì tôi thấy là có lẽ là đây là cái cuộc phỏng vấn mà gọi là mặc dù không có nhiều thời giờ, nhưng là một cái cuộc phỏng vấn đối với ông ấy là cũng là hiếm hoi và khá sâu vào nhiều cái góc cạnh của vấn đề một cách thẳng thắn. Do vậy mà chúng ta mới thấy là lẽ ra ông ấy chỉ có cho phép có một tiếng thôi, nhưng mà chúng ta gần đi tới gần một tiếng rưỡi. Ông sau đó là ông có nói là ông phải có một buổi họp với một quan chức ở Việt Nam, chắc là ở Washington DC đó. Hiện nay thì sau khi mà ông gọi là không còn làm việc ở Việt Nam nữa thì trở về DC để mình tiếp tục làm. Thì có nhiều chi tiết lắm, nhưng mà một trong những chi tiết rất là thú vị theo tôi đó là ông kể lại về cái việc, cũng như là ông xác nhận về cái việc mà cái việc ông facilitate, tức là thu xếp cho cái buổi gặp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Obama ở ngay trong tòa Bạch Ốc, mà còn ngay trong phòng bầu dục nữa. Thì chúng ta đã thời gian đó đã rất nhiều người nói tới rồi cái chi tiết, đặc biệt là cái chi tiết là vào tòa Bạch Ốc mà còn vào tòa phòng bầu dục, thì là cái chuyện đó là chưa bao giờ có tiền lệ ở nước Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ chỉ có tiếp là tiếp các lãnh đạo các quốc gia khác ngang tầm, tức là nguyên thủ quốc gia, hoặc là cái tổng thống chế thì có tổng thống hoặc là thủ tướng, chứ chưa bao giờ tiếp một người đứng đầu của một đảng bao giờ cả. Mà nên nhớ, dường như là nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là giữ vai trò Tổng thư Nguyễn Trọng mà thôi, chứ không có kim là chủ tịch nước. Nếu mà gọi là chiếc kim chủ tịch nước thì nó đã dễ, còn này hoàn toàn là chỉ là cái chức vụ gọi là lãnh đạo đảng mà thôi. Mà đối với Hoa Kỳ, lãnh đạo đảng thì không phải là cái quy chế đó. Thế mà Hoa Kỳ trong với cái sự vận động và thu xếp của ông Ted Osius đã xảy ra cái chuyện như vậy, không có tiền lệ trong mấy trăm năm lập quốc của Hoa Kỳ. Thì cái chuyện đó nó không chỉ quan trọng trong cái buổi họp, mà nó quan trọng còn sau cái buổi họp đó thì còn rất là nhiều. Nó quan trọng cho cả hai phía, phía Hoa Kỳ cũng như phía Việt Nam. Phía Việt Nam hồi nãy chúng ta cũng có đề cập một cái chi tiết, đó là đối với cá nhân riêng của ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng đã được rất nhiều ý kiến. Dĩ nhiên là cái ý kiến đó nó không phải nằm ở trong cái những cái văn bản chính thức của Việt Nam khi mà viết ra về cái kết quả của chuyến đi. Nhưng mà cái ý kiến đó là được nhắc tới rất nhiều, đó là sau cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ ông Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, ngay trong phòng bầu dục như vậy đó. Và cái hình ảnh một người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam ngồi như vậy với lại Tổng thống Hoa Kỳ, nó đã tạo rất là nhiều những cái hình ảnh tốt cho ông Nguyễn Phú Trọng sau đó trở về, và đã có những cái thuận lợi rất là nhiều về sau này cho ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư cho tới nay luôn. Còn dĩ nhiên là về cái nhìn chung của hai phía, thì phía Việt Nam cũng như phía Hoa Kỳ sau cái lần đó, như ông Ted Osius cũng đã nói, là không giải quyết hết tất cả những cái vấn đề giữa hai nước, nhưng mà đã giải quyết được rất nhiều thứ, đặc biệt là nâng cao cái sự
cái sự tin tưởng, cái lòng tin lẫn nhau giữa đôi bên, phía Hoa Kỳ tin tưởng hơn trong những cái quan hệ, Việt Nam cũng tin tưởng hơn ngược lại. Nhất là khi đó ông Obama nói, sau này thì Tổng thống Donald Trump sau này mọi người nhân nhiều hơn, nhưng mà ngay thời điểm đó ông Obama cũng đã có nói tới rằng là công nhận cái sự khác biệt về mặt thể chế của hai nước. Điều đó làm rất là yên tâm đối với lại phía Việt Nam, phía Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là trước đây là Hoa Kỳ là gọi là cái thành trì, gọi là cái thế lực chống cộng mạnh mẽ nhất trên thế giới, làm sụp đổ đế chế Liên Xô, rồi bao vây Cuba, Bắc Hàn vân vân. Nhưng mà đối với Việt Nam thì lại có một cái hành xử rất là khác. Do vậy mà khi anh đặt cái sự khác nhau giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc thì ông ấy phải xác nhận đó là những cái chữ anh sử dụng rất là chính xác. Vâng, thì trên cái phương diện đó, Andrew vẫn có một cái phần nào đó rất là lo cho cái thế hệ của người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt. Tôi nhớ lại cái hình ảnh ông, cái giây phút mà ông cựu đại sứ, ông cảm xúc á, xúc động khi ông trả lời cái câu đó. Ông rất là xúc động, gần như là ông có vẻ muốn khóc luôn á. Ông cựu quân nhân khóc luôn chứ còn gì nữa. Tại vì trên màn hình thì có lẽ là ông đứng lại, tôi tưởng là internet nó bị đứng. Nhưng mà thật ra ngó nghĩ lại thì ông đứng lại. Tôi thấy đôi mắt của ông đỏ hoe và ước trọng, cho nên tôi biết rằng là cái hình ảnh của cái bác cựu quân nhân đó đã thật sự gây ấn tượng sâu đậm. Và nó sâu đậm đến nỗi mà nó phá vỡ tất cả những cái sự kìm nén cảm xúc của bất cứ ai. Một con người cứng rắn, ngoại giao, kinh nghiệm lão làng, 20 mấy 30 năm tại Việt Nam như ông Ted Osius cũng phải rơi nước mắt. Thì tôi thấy rằng cái lời nói của bác cựu quân nhân đó thật sự đã nói lên tất cả những gì mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã nung nấu bấy lâu nay. Tôi chưa từng ở trong tù, tôi chưa từng biết cái cảnh tù của trại cải tạo như thế nào, nhưng tôi đã từng thấy những câu chuyện, đã nghe và đã tiếp xúc. Cho nên tôi thấy rằng cái cảm xúc của ông Ted Osius ngày hôm nay rất là thật, cũng như là cái cảm xúc của cái ông cụ đó. Một cái câu chuyện phải nói là điểm nhấn son trong cái bài phỏng vấn ngày hôm nay. Và anh có thể chạy dòng tiếp như vậy. Ông Ted Osius lần đầu tiên khóc khi tiếp xúc cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cuộc phỏng vấn. Không, bây giờ là kể lại mà ông rơi nước mắt thì anh tưởng tượng cái lúc mà nó xảy ra thì ông ấy cũng đã xúc động như thế nào. Và chính vì vậy mà ông ấy nói rằng là rất là tôn trọng, respect, tôn trọng và hiểu cái những người mà không thể nào chấp nhận được cái việc mà gọi là kết nối hả? Reconciliation là gì? Dạ, sự giao hòa hay là sự hòa giải. Đó, ông rất là tôn trọng những người trong cộng đồng Việt Nam mà không thể nào chấp nhận cái việc hòa giải. Thì ông tôn trọng như vậy và ông nói là đó là cái quyền ở nước Mỹ. Và nếu mà cảm thấy chính phủ làm không đúng như ý mình thì là cứ biểu tình. Chính ông cũng biểu tình những cái chuyện khác khi mà ông cảm thấy chính phủ không làm đúng như là ý ông nghĩ. Nhưng đồng thời ngược lại, ông cũng đã kể ra nhiều câu chuyện, rất là nhiều câu chuyện mà chính ông trong cái vai trò đại sứ thì lại ông nhìn thấy. Thí dụ như là những cái vấn đề mà tưởng rằng là không thể có cái niềm tin với nhau, nhưng mà cuối cùng mang lên thì lại có thể làm được. Thí dụ như là cái chuyện mà sửa sang lại những cái điều mà cần sửa sang ở trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Cái chuyện mà gọi là lấp các cái lỗ hoặc là cắt mấy cái gốc cây vân vân để cho nó không bị trôi mấy cái bia mộ. Thì mới đầu ông đặt ra thì chính quyền phía Việt Nam, chính quyền địa phương cũng như là Trung ương đã có những cái nghi ngờ. Nhưng mà sau đó nghĩ rằng là có vấn đề đặt ra cái động cơ chính trị gì ở đây. Nhưng mà sau đó cho rằng là cái điều đó là cần thiết làm và họ đã làm và họ đã tin nhau hơn thêm một bước ở trong những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Và tôi cũng ấn tượng là cái điều là ông luôn luôn, ông này là luôn luôn là rất là lạc quan, cũng như là rất là thích tin tưởng tiếp xúc với lại các giới trẻ, sinh viên. Ông có rất là nhiều cuộc nói chuyện với sinh viên trong suốt cái thời gian ở đó. Thì chắc chắn rằng đề tài này cũng sẽ là một nguồn cảm hứng mới cho rất là nhiều cái cuộc thảo luận tiếp theo. Chắc chắn là như vậy. Ở phố Bonsa,
Và anh em chúng tôi tiếp tục sẽ cập nhật cho các bạn những sự phát triển của một cái tư tưởng hoàn toàn gọi là đột phá này. Cho đến giờ phút này thì chúng ta phải nói rằng tôi cũng như các bạn cũng như là anh Lân hoàn toàn biết rằng đây là một cuốn sách hoàn toàn mới, và chắc chắn rằng là chúng ta cần phải đọc và phải nghiên cứu thật kỹ những cái suy nghĩ mà ông Ted Oasis đưa ra trong cái cuốn sách này. Và ông có nói trong cái câu hỏi mà Andrew hỏi rằng liệu đây có phải là cái đường hướng tương lai của Hoa Kỳ hay không, thì anh có nhớ là ông trả lời rằng đây là một cái đường hướng tương lai của Hoa Kỳ, và ông mong rằng cái sự hiện diện của nhiều người, ông nói rằng là có nhiều người mà ủng hộ cái vấn đề hòa giải này thì nó sẽ khiến cho vấn đề hòa giải nhanh hơn. Tuy nhiên, cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ, các lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cần phải quyết nữa, chứ hình như là chưa có chốt, đúng không anh? Đúng rồi. Cái điều này cũng nên nhắc lại một tí, khi mà chúng tôi cố gắng đặt gọi là focus, gọi là tập trung dần dần về cái vấn đề của cộng đồng Việt Nam, cái tâm lý của cộng đồng Việt Nam đối với vấn đề hòa giải như thế nào đó, thì đặt cái câu hỏi hết sức sát sườn đối với ông là nếu cộng đồng Việt Nam mà chống đối thì nó có làm trì hoãn hoặc là phá vỡ cái tiến trình hòa giải hay không. Còn ngược lại, nếu cộng đồng Việt Nam đồng thuận với quá trình hòa giải thì nó làm nhanh chóng hơn không và thành công hơn không? Thì ông trả lời cái phần thứ hai trước, phần dễ trước, tức là nếu mà có sự đồng thuận của cộng đồng Việt Nam thì nó sẽ rất là nhanh chóng để mà có sự hòa giải. Rồi ông nói rằng là cái phần mà gọi là nếu cộng đồng Việt Nam chống đối thì cái đó cũng là đương nhiên, cái quyền của ở Mỹ là như thế. Nhưng mà ông nói rằng là với cái tiến trình dân chủ thì các lãnh đạo cũng sẽ phải quyết định mà thôi. Thì cách này hay cách khác thì nó sẽ theo cái xu hướng dân chủ, người dân bầu lên các dân cử để làm việc cho mình, rồi các dân cử sẽ quyết định những cái việc như vậy. Thì đồng ý hay không đồng ý, đó là cái quyền riêng của mỗi người, và nó cái tiến trình của lịch sử nó cũng sẽ từ từ nó tiếp tới. Cũng như trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, với rất là nhiều những cái thông tin như vậy, chắc chắn sẽ tạo ra những cái ý kiến đồng thuận và không đồng thuận với những cái chi tiết trong ngày hôm nay. Hy vọng là nó sẽ mở ra một cái cuộc đối thoại trong những ngày tới, những người đồng ý hay không đồng ý chúng tôi mời gọi lên tiếng. Ông cựu đại sứ, ông Ted Oasis là một cựu đại sứ, nhưng mà có thể nói là cái vấn đề mà ông đặt ra trong cuốn sách là không cũ tí nào, mà nó là đang cái vấn đề hiện tại cũng như tương lai trong quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Yeah. Có lẽ chúng ta sẽ chào mọi người ở đây. Vâng. Và để dành tất cả những suy nghĩ khác cho show lần tới. Xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại trong những lần tới với những chương trình mới. Xin chào các bạn.